Chào mừng quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh bán hàng của Family Car Hải Dương. Như ngày hôm qua, Tiền Kim đã hứa là sẽ quay chi tiết chiếc Camry đẹp xuất sắc này cho quý anh chị và các bạn cùng xem đây. Đây là chiếc Toyota Camry bản 2.4 xe lắp ráp tại Việt Nam, mang biển số là 29A51971. Xe này thì cam kết chuẩn chỉ luôn. Khi anh chị mà nhìn nội thất của chiếc xe này thì đúng là cũng phải ngạc nhiên như em, bởi vì xe nội thất đẹp như 2012 luôn ạ. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là 460 triệu, hỗ trợ rút hồ sơ. Và đây em sẽ quay một vòng chi tiết chiếc Camry 2.4 xe lắp ráp tại Việt Nam cho quý anh chị và các bạn cùng xem. Chất xe thì miễn bàn, sơn vỏ nội thất thì cực đẹp luôn. Và nội thất thì một lát nữa thì quý anh chị có thể nhìn thấy chiếc xe này là xem có đúng như lời em nói không. Nội thất đẹp như 2012 luôn ạ. Thậm chí là chủ người ta còn rất là giữ. Sơn thì có bắn tỉa tốt tát theo thời gian, cũng đã đánh bóng. Form dáng của nó vẫn rất là sang trọng. Xi nhan tích hợp trên gương. Xe cam kết cho quý anh chị không đầm sâu, không tai nạn, không ngập nước. Bây giờ em sẽ quay nội thất 2.4 nhé, 2.4 và xe lắp ráp tại Việt Nam. Đây là cánh cửa bên phụ. Ghế chỉnh điện. Đây, nội thất, đây là chiếc nội thất chiếc ghế phụ. Tắp lô tắp ly, màn hình camera đủ, đầy đủ, điều hòa tự động. Đây, anh chị có thể nhìn thấy nội thất nó tươi như thế này cơ mà, rất là đẹp luôn ạ. Hiếm khi mà gặp được một con 2007 mà chủ người ta còn giữ như thế này, và nội thất còn rất là đẹp, cực đẹp luôn ạ. Từng cái nút phím, từng cái vô lăng. Xe order 13 vạn chuẩn nhá. Xe order chạy 13 vạn chuẩn luôn. Cam kết cho quý anh chị không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Chạy thì cực đầm chắc luôn. Đây là cánh sau. Phân khúc xe hạng D rộng rãi sang trọng. Cũng là tiền nào của nấy thôi ạ. Mình mua được một chiếc xe mà chủ người ta giữ thì mình cũng xứng đáng đồng tiền. Bên lái em sẽ quay luôn máy cho các bạn cùng xem qua. Cực đẹp luôn ạ. Camry 2007 mà nhìn nó thì cứ tưởng là Camry 2012, bởi vì xe nó về nhà em thậm chí còn chưa rửa luôn đấy.
Quý anh chị xem xe thì xin vui lòng đến trực tiếp trụ sở giao dịch chính của Family Car là 100.5 đường Trường Chinh và liên lạc theo số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888.